Bản tin quân sự thế giới hôm nay ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau. Lực lượng phòng không Nga bắn hạ máy bay MiG-29 và Su-25 tại Ukraine. Hamas bắn tên lửa vào Jerusalem và theo Aviv. NATO bắt đầu tập trận răn đe hạt nhân. Ngày 16 tháng 10 giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ thành công hai máy bay MiG-29 và một máy bay Su-25 của Ukraine chỉ trong một ngày. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai máy bay MiG-29 và một máy bay Su-25 của Ukraine đã bị hệ thống phòng không của chúng tôi vô hiệu hóa. Thời gian gần đây, lực lượng vũ trang Nga có nhiều áp đảo trong các hoạt động tác chiến cả trên không và trên bộ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cách đây một tuần, phía Nga đưa ra một đoạn clip trên Twitter, nay là X, cho thấy một UAV tự sát Lansen đã tấn công thành công một máy bay chiến đấu cận âm Su-25 của Ukraine đang đậu tại sân bay Dozinsevo thuộc vùng Dnipropetrovsk. Thời gian chính xác của vụ tấn công này vẫn chưa được xác định. Hiện tại, Nga đang sở hữu 3 hệ thống tên lửa phòng không là Buk M3, S300 và S400 và cả 3 đều có thể bắn hạ MiG-29. Buk M3 được trang bị tên lửa 9M317, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt nhiều mối đe dọa trên không khác nhau ở khoảng cách lên tới 70 km. S300 có nhiều biến thể khác nhau, S300PMU và S300PMU2 có khả năng đánh chặn nhiều loại máy bay chiến đấu với các loại tên lửa 48N6 và 48N6E2. S-400 là hệ thống phòng không tiên tiến hơn với tầm bắn lên tới 400 km, được thiết kế đặc biệt để tấn công và tiêu diệt nhiều mục tiêu trên không khác nhau. Theo hãng tin Saba, các lực lượng thuộc lữ đoàn al qassam một cánh vũ trang của phong trào Hamas, đã bắn một loạt tên lửa vào Jerusalem và theo Aviv cuối ngày 16 tháng 10. Hãng thông tấn Palestine Now dẫn tuyên bố của lữ đoàn Al-Qassam cho biết vụ bắn tên lửa được thực hiện nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhắm vào mục tiêu là dân thường ở giải Gaza. Cuộc tấn công cuối ngày 16 tháng 10 diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Israel đang có phiên họp toàn thể, khiến cuộc họp phải đình trệ trong khoảng 40 phút và các nghị sĩ Israel phải sơ tán vào hầm trú ẩn. Trước đó, lữ đoàn al qassam đã thông báo về vụ đánh bom sân bay Ben Gurion và tấn công tên lửa vào các thành phố Asdod và bc là nhằm đáp trả những hoạt động quân sự của phía Israel mà Hamas cáo buộc là nhằm vào dân thường vô tội. Đáp lại, Israel đã mở chiến dịch trả đũa quy mô lớn ở giải Gaza. Xung đột Hamas-Israel đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng nghìn người khác bị thương và giải Gaza đang đứng trước nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhân đạo.